quý vị, các nhà thờ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã chủ động linh hoạt việc tổ chức lễ Giáng sinh thích ứng với tình hình phòng chống dịch của thành phố. Trong đó, tùy vào khu vực có cấp độ dịch khác nhau mà các nhà thờ có sự chuẩn bị lễ riêng, đảm bảo mọi người có thể vừa đón Giáng sinh an lành, ấm áp, vừa phòng chống dịch hiệu quả. Nhà thờ Tiên Lành Hòa Mỹ, quận Liên Chiểu thuộc vùng cam, tương ứng vùng cấp độ 3. Vì vậy, số lượng người được phép tham gia lễ mừng Chúa Giáng sinh tại nhà thờ cũng bị hạn chế. Các bài hát thánh ca trong chương trình lễ buộc phải ghi hình trước để phát vào chính lễ ngày hôm nay. Mình đã có cái thời gian tập luyện khoảng 1 tháng cho đến thời điểm hiện tại. Và tụi mình có một cái lịch tập cố định. Mỗi buổi thì sẽ có chia ra từng tốp nhỏ để đảm bảo cái giãn cách và cũng sẽ tập hát theo từng giọng chứ không phải là tập trung tất cả mọi người. Và để thích ứng với tình hình dịch bệnh, nhà thờ đã linh hoạt tổ chức các chương trình truyền giảng thành nhóm nhỏ hoặc trực tuyến giúp các tín hữu dù ở bất kỳ đâu cũng có thể tiếp cận. Để chung tay với cộng đồng trong cái vấn đề giữ gìn cái vấn đề an ninh, đặc biệt là vấn đề sức khỏe, cho nên chúng tôi cũng thu xếp trong chương trình chính lễ là chỉ có 20 thành viên của các con cái của Chúa cũng như các nhân sự có mặt ở trong nhà thờ, giữ 5K ở trong nhà thờ và số lượng thành viên tham dự trong mỗi giờ lễ cũng có giới hạn. Thậm chí là chúng tôi có ấn định luôn ai là người được tham dự. Còn tại các xóm đạo gần nhà thờ giáo xứ Thanh Đức, quận Hải Châu, thuộc khu vực vùng vàng, các giáo dân đều tuân thủ chủ trương chung trong công tác phòng chống dịch của thành phố, quy định của nhà thờ trong việc đón lễ Giáng sinh. Theo đó, các nhà chỉ dự định tổ chức hoạt động nhỏ xâm vầy cùng con cháu trong đêm nay và cùng nhau dự lễ theo hình thức trực tuyến tại nhà như đã được thông báo trước đó. Giáo xứ tổ chức lễ nhưng mà ít giáo dân. Một ngày nữa là cha chia ra là 6 lễ. Mà mỗi lễ ở trong giáo xứ là có 12 chi họ. Mà mỗi lễ như thế là chỉ có 2 chi họ thôi. Nhưng mà đại diện một người ở trong gia đình là mỗi hồ là một người xem lễ thôi. Vì các nhà thờ cũng như bà con giáo dân ý thức chấp hành các biện pháp phòng chống COVID-19 là góp phần cho một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Qua đó chung tay cùng thành phố Đà Nẵng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong bối cảnh mới.